Có một khu rừng nguyên sinh nằm ở phía tây nam của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nơi mà bạn có thể nghe tiếng thác chảy, tiếng chim hót lẫn tiếng cỏ cây muôn thú trong rừng già hàng trăm tuổi. Với cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, động châu khe nước trong được xem là thiên đường du lịch rừng nhiệt đới đang chờ được đánh thức. Xin chào quý vị, hiện tại thì Công đang có mặt tại bản Rum, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình. Công và mọi người ở đây đang chuẩn bị cho cuộc hành trình khám phá khu dự trữ thiên nhiên Động Châu Khe Nước Trong, một điểm đến còn khá mới mẻ với nhiều người. Và Công và mọi người ở đây đang chuẩn bị mũ này, bao tay và cả dép rò nữa. Mọi người ở đây đã sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng! Bắt đầu thôi nào! Nằm cách thành phố Đồng Hới khoảng 70 km về phía Tây Bắc, Động Châu Khe Nước Trong là một khu dự trữ thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây có sự giao hòa của rừng nguyên sinh khe nước trong, sông Rào Chân cùng với những ngọn núi cao trên 1.000 mét là môi trường lý tưởng cho nhiều loài động thực vật sinh sống. Tất cả đã hội tụ tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy lôi cuốn. Nãy giờ là mình đang đi dưới tán rừng của Động Châu Khe Nước Trong. Có diện tích hơn 22.000 hecta. Hệ sinh thái đặc trưng ở đây là cái rừng thường xanh trên núi đất thấp với diện tích nó chiếm khoảng 70% toàn bộ cái lâm phần. Em thấy là ở đây khung cảnh thiên nhiên nhưng mà một bức tranh hoang dã rất là sống động. Thì ở đây là có khoảng bao nhiêu loài anh? Ở đây về thực vật đó, thì Đồng Châu Khe Nước Trong có khoảng 1.030 loài theo thống kê sơ bộ ban đầu. Về thực vật trong đó có nhiều loài gỗ quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, sách đỏ thế giới, các loài cây gỗ áo mật, lim xanh, vù lau, vù mật. Riêng động vật có sức sống thì có khoảng 357 loài, trong đó có nhiều loài đặc hữu, vọc chà vá chân nâu, vọc hạt tỉnh, vườn si ký, rồi các loài như sao la, mang lớn, mang trường sơn, để phát huy cái giá trị của rừng Đồng Châu Khe Nước Trong với cái đặc điểm cái rừng nhiệt đới thường xanh. Có rất nhiều khe suối, ngoài cái nhiệm vụ là bảo vệ phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, thì ban cũng chú trọng vào việc khai thác các cái giá trị tiềm năng của rừng Đồng Châu Khe Nước Trong. Vâng, nếu như mà bạn là một người ưa sự mạo hiểm và thích khám phá thiên nhiên thì Động Châu Khe Nước Trong sẽ là một gợi ý vô cùng lý tưởng cho tất cả các bạn. Chúng ta có thể nhìn khung cảnh thiên nhiên trong lành. Đến nơi đây các bạn sẽ có cơ hội được tìm hiểu về rất nhiều loài động thực vật. Có thể là có những loài mà các bạn mới lần đầu nghe qua bởi vì nó đang nằm trong sách đỏ của Việt Nam cũng như là trên thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá về khu rừng này. Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu Khe Nước Trong với độ che phủ trên 98% được Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới xem đây là một trong 200 trung tâm đa dạng sinh học trên thế giới. So với các khu vực bảo tồn và vườn quốc gia khác ở Việt Nam thì số loài động vật ở khu dự trữ thiên nhiên này còn khá phong phú. Đây cũng chính là điểm thu hút nhiều người muốn xa rời sự ồn ào của phố thị để hòa mình với âm thanh của tự nhiên. Vâng, vượt qua một chặng đường dài, địa hình thì rất là hiểm trở. Cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt tại thác Tóc Tiên, một trong ba con thác tại khu dự trữ Động Châu Khe Nước Trong này. Như con có thể thấy thì nước ở trên thác này nó rất là nhỏ ở phần đầu thác, nhưng khi phía xuống dưới này ấy, thì nó sẽ bắt đầu nó to ra, nhìn rất giống như mái tóc của một nàng tiên, thì người ta gọi đây là thác Tóc Tiên. Mình đang đi vào khoảng tháng 4, nước ở đây nó cũng rất là ít. Vào mùa bão lũ ấy, thì nước ở đây nó rất là nhiều. Mọi người nên hạn chế đi những cái khu vực thác như thế này. Động Châu Khe Nước Trong là một cái điểm du lịch mới ở trên bản đồ du lịch của tỉnh Quảng Bình. Đây là một cái hành trình trải nghiệm mang tính du lịch mạo hiểm, trải nghiệm nó không lặp lại trong quá trình hành trình di chuyển, được tạo ra cho du khách những cái trải nghiệm vượt thác du lịch đầu tiên ở tỉnh Quảng Bình, được hòa mình với thiên nhiên, được trải nghiệm một khu rừng thường xanh. Men theo những đường mòn trơn trượt trên núi, đi bộ xuyên rừng là thử thách mà du khách cần phải vượt qua trong hành trình chinh phục những điểm đến khác biệt tại Động Châu Khe Nước Trong.
để tiếp cận được với thác Dương Cầm, một trong những con thác ấn tượng nằm ở độ cao gần 700 mét so với mực nước biển. Đoàn chúng tôi phải trekking xuyên qua những khu rừng nguyên sinh trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Cũng tùy vào thể lực của mỗi người mà quãng thời gian trekking có thể khác nhau. Đi giữa dòng nước mát lạnh, du khách sẽ có cơ hội được cảm nhận sức sống trỗi dậy từ những cây đại thụ khổng lồ, những cụm hoa rừng mộc mạc, điểm xuyến trong không gian hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng Trường Sơn. Đứng giữa thiên nhiên hoang dã như thế này thì thật sự rất tuyệt vời! Để đến được thác Dương Cầm, nằm sâu trong khu dự trữ thiên nhiên Động Châu Khe Nước Trong, du khách cần có sự dẻo dai để bước vào một trải nghiệm khác biệt. Thong dong giữa một cánh rừng xanh mát, lắng mình để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, điều mà du khách khó có thể tìm thấy trong đời sống thường ngày. Vâng, thưa quý vị, sau 2 tiếng đồng hồ băng rừng và lội suối, tôi cùng với mọi người đã có mặt tại đích đến cuối cùng trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Đó chính là thác Dương Cầm. Để tham gia trải nghiệm đu dây vượt thác Dương Cầm cao trên 50m, dốc nghiêng khoảng 70 độ, du khách phải mang đai bảo hộ, hướng dẫn kỹ năng sử dụng dây, móc khóa an toàn, kỹ thuật leo núi. Dòng nước cuộn trào, đổ xuống dữ dội qua những khe đá sẽ khiến bạn quên đi mọi mệt mỏi. Nhìn từ trên cao, thác trông giống như phím đàn Dương Cầm. Cũng chính vì thế mà người dân địa phương đã lấy tên Dương Cầm đặt tên cho ngọn thác này. Một phong cảnh choáng ngợp, con người bỗng chốc trở nên bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ. Hơi mệt một chút nhưng mà quá đã luôn quý vị ơi. Và đây là lần đầu tiên mà tôi vượt một con thác cao như thế này, chinh phục mọi giới hạn của bản thân và vượt qua những thử thách đó. Nhìn rất là cao và sợ, nhưng mà trong khi leo và sau khi leo thì cảm nhận là đoàn làm việc ở đây, nhất là những anh làm tour, đã thiết kế lên những cái sợi dây và cũng như là những cái vật dụng rất là an toàn. Mặc dù nó hơi ướt và hơi mệt một chút xíu, mình thật sự rất là vui và hài lòng về cái trải nghiệm này. Động Châu Khe Nước Trong được ví như hòn ngọc giữa dãy Trường Sơn, là nơi quy tụ của thác Tóc Tiên, Dương Cầm, thác Cổng Trời, mang các giá trị tự nhiên độc đáo, sẵn sàng chinh phục mọi ánh nhìn của người đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm. Trải dài trên dãy Trường Sơn hùng vĩ ở Quảng Bình, đồng bào Pru Vân Kiều có nền văn hóa phong phú, cũng từ đó tạo nên những nét văn hóa ẩm thực độc đáo mang hương vị của đất trời. Sự phong phú của môi trường sống đã đưa lại nhiều nguồn nguyên liệu dồi dào, cùng sự chế biến dân gian độc đáo đã tạo nên một thực đơn đa dạng trong đời sống sinh hoạt thường ngày ở nơi đây. Chị ạ, à, mọi người đang làm gì vậy ạ? Ồ, mày chị làm bánh ốc. Để chuẩn bị cho món gì chị? Là mày chị để chuẩn bị cho món bữa tiệc salad. Bữa tiệc salad, vâng. Có tên nghe lạ quá. Em cũng rất là tò mò, không biết món này như thế nào. Chắc là cho em tham gia để cùng chuẩn bị cho bữa tiệc salad nhé. Rồi. À, vâng, cuối cùng thì tôi cũng đã bắt được một con ốc rồi. Nhìn thì dòng nước trong vắt như thế này, nhưng mà thật sự để bắt được một con ốc nó không hề dễ dàng một chút nào. Chỉ có những người con gắn liền với những cánh rừng, những khe suối ở đây thì việc bắt ốc mới dễ dàng. Chị Son ơi, sa la trong tiếng Vân Kiều của mình là gì ạ? Sa la ở đây nghĩa là lá. Những cái lá nào đặt tiêu chuẩn để mà mình có thể làm được bữa tiệc sala? Đây chỉ gọi là lá sala này thôi. À, dạ.
Ý là lá xà la này là nó tiện viên có vòng tròn hẳn giống như cái gì ạ? Mình lừa cái lá xà la nào mà kích cỡ bằng nhau. Dạ. Ví dụ mình chặt một cái nhánh, không phải là chặt cái cây. Đều nhau là được. Đều nhau là chứ được. Chứ cũng không cần phải những kích cỡ riêng nhất định. À, thưa quý vị, xà la không chỉ đơn thuần là một món ăn mà là tổ hợp của rất là nhiều món ăn và được gói trong những chiếc lá như thế này. Và mọi người có tò mò về cái hương vị của món xà la này như thế nào? Hãy cùng tiếp tục đồng hành cùng Thành Công nhé. Tờ mờ sáng, khi sương còn giăng mờ trên đỉnh núi, đồng bào Ru Vân Kiều ở bản Rum Ho đã tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc xà la. Mùa nào thức nấy, người Ru Vân Kiều tận dụng những thức quà của thiên nhiên từ núi rừng, sông suối, chế biến các món ăn theo mùa hấp dẫn. Chính vì thế mà xà la còn được ví von là hương vị bốn mùa. Lá sau khi hái về được rửa sạch, người Ru Vân Kiều đã tìm cách xếp và gói lá thành những vật dụng để đun thức ăn thay cho chén đĩa thông thường. Vâng, thưa quý vị, đây là chiếc lá đầu tiên mà tôi gói lại thì chưa có được đẹp như người bản xứ ở đây, nhưng mà nhìn qua thì cũng có thể đựng thức ăn được, không đúng không ạ? Người Ru Vân Kiều ở đây làm cái tiệc lá như này là Tết hoặc là cái dịp mà có khách quý đến nhà. Con em đi lễ chồng chuẩn bị đám cưới là mình làm cái tiệc lá này. Công ngày hôm nay cũng rất là may mắn khi mà đến với bản Rùm Ho, nơi gia đình của chị Son ở đây đang chuẩn bị một bữa tiệc xà la cho các khách quý như thế này ạ. Ẩm thực Ru Vân Kiều là sự hòa trộn tinh tế của thảo dược, gia vị và thực phẩm tươi sống với những phong cách nấu nướng đặc biệt mang tên xà la, nghĩa là bữa tiệc lá. Đọt mây xào, ốc đá, bắp chuối rừng, gà luộc, ếch xào măng rừng, rất nhiều món ăn gắn liền với đời sống núi rừng đều có trong bữa tiệc này. Chưa cần biết những hương vị của món ăn ở đây như thế nào, nhưng mà hái lá rừng ở quanh bản làng và trang trí cho các món ăn ở đây giúp cho những thực khách cảm thấy thân thiện với môi trường. Bây giờ chắc là em sẽ không chờ đợi được rồi, em thử luôn chị ha. Mời em. Cảm thấy sao? Có mùi bùi bùi, chát chát và cộng với cái đậu phụng nữa thì nó giòn. Món đốt mây này thì lúc nãy tôi có tham gia nấu và cũng học được cách sơ sơ, nhưng mà món này thì hơi hiếm, có lẽ là chỉ ở đồng bào Ru Vân Kiều mới có thôi ạ. Ngày nay, xà la vẫn là một trong những bữa tiệc quen thuộc của người Ru Vân Kiều. Dù có đôi chút cải biến cho phù hợp với điều kiện của từng gia đình, để những thực khách phương xa vẫn thương nhớ mãi cái dư vị ngọt ngào không chỉ bởi những món ăn mà cả tình người ấm áp của người Ru Vân Kiều nơi bản Rum Ho. Đến Lệ Thủy, xà la sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn. Để chuyến du lịch mạo hiểm đến khu vực Đồng Châu khe nước trong an toàn, bạn cần lưu lại những bí kíp sau. Thời điểm thích hợp nhất là từ tháng 2 đến tháng 8. Lựa chọn ba lô, túi du lịch gọn nhẹ. Mang theo thiết bị định hướng như bản đồ và dụng cụ phát tín hiệu nhằm kêu gọi sự hỗ trợ nếu gặp sự cố. Nên mang theo áo khoác, áo bảo hộ, nón, găng tay để di chuyển dễ dàng hơn. Rèn luyện thể chất trước khi bắt đầu chuyến thám hiểm cũng là điều mà các du khách cần quan tâm. Rất nhiều điểm du lịch mạo hiểm hấp dẫn khác tại tỉnh Quảng Bình đang chờ du khách khám phá và trải nghiệm.